Kính chào quý cô chú bác cùng toàn thể anh chị em và các bạn. Hôm nay em thanh lý con Zoom G2.1NU. Đây là đời trước của con Zoom G3. Có thể xài pin hoặc xài nguồn adapter 9V. Có cổng USB để làm tiếng trên máy tính hoặc là thu âm. Có cổng control in để mình cắm thêm pedal hoặc là cắm thêm cái foot switch để chuyển tiếng cho nó nhanh. Ok ha. Rồi. Con này thì em đã làm tiếng đầy đủ từ A0 cho đến A8. Đó. Cách sử dụng con này nó khá là dễ ha. Thì bình thường khi mình dùng cái núm này đó để mình lựa chọn hiệu ứng này, com này, EFX này, arm, noise gate vân vân. Đó. Rồi dùng hai cái nút bấm ở dưới đây để lựa chọn cái hiệu ứng này. À, rất là nhiều loại ha. Và dùng ba cái núm vặn này để điều chỉnh thông số cho nó. Ok chưa? Làm xong chúng ta nhấn Store hai lần để lưu. Rồi xong, như vậy là xong. Con này cực kỳ dễ sử dụng. Em đã làm tiếng đầy đủ. Bây giờ xin mời mọi người đến phần test âm thanh của con này. Con này em thanh lý lại giá chỉ 1 triệu 6 thôi nhé. Tặng kèm adapter. Tất cả mọi thứ hoạt động bình thường ạ.